Chào mừng các bạn đã trở lại với kênh tin tức Bitcoin 247. Với những bạn chưa có tài khoản để mua bán và giao dịch Bitcoin, các bạn có thể mở tài khoản trên sàn Binance theo đường link mình để ở phần mô tả để được giảm 10% phí giao dịch trọn đời. Và thông tin ngày hôm nay, Bitcoin không có nhiều biến động trong vài ngày qua, giá gần như đi ngang và hiện tại được giao dịch ở mức gần 43.000 đô la. Nhà phân tích tại CryptoQuant chia sẻ, chỉ số dòng tiền vào trung bình trên sàn giao dịch, số lượng này có thể được sử dụng một cách hiệu quả để xác định tín hiệu bán đối với Bitcoin. Phân tích đánh dấu khá nhiều tín hiệu bán vào nhiều ngày, chẳng hạn như tháng 10 năm 2022, tháng 11 năm 2022, tháng 2 năm 2023 và gần đây là ngày 20 và 23 tháng 12 năm 2023. Việc thanh lý Bitcoin đã chứng kiến sự đột biến lớn gần mốc 43.900 đô. Do đó, để bắt đầu một đợt tăng giá, Bitcoin phải vượt lên trên mức kháng cự này. Nếu thành công, Bitcoin sẽ phải đối mặt với mức kháng cự khác có thể xảy ra gần mốc 45.000 đô, thể hiện rõ qua các đường bản đồ nhiệt thanh lý. Về mặt phân tích kỹ thuật, chỉ báo MACD cũng hiển thị sự giao nhau trong xu hướng giảm. Cả chỉ số sức mạnh tương đối RSI và dòng tiền Chaikin CMF của Bitcoin đều ghi nhận mức giảm, gợi ý biểu đồ giá màu đỏ khi kết thúc vào năm 2023. Nhà phân tích Ali Martinez đã chia sẻ, lý do giá Bitcoin giảm trong ngày hôm nay tiết lộ rằng các công ty khai thác Bitcoin đã bán lượng đáng kể. Cụ thể, các thợ đào đã bán 3.000 Bitcoin, tổng trị giá là 129 triệu đô la. Đáng chú ý, biểu đồ của Ali báo hiệu một sự thay đổi đáng chú ý trong tâm lý thị trường, nếu bật ảnh hưởng tiềm tàng của hoạt động khai thác đối với quỹ đạo giá của Bitcoin. Trong khi đó, khi thị trường đang điều chỉnh, việc bán đột ngột 3.000 Bitcoin sẽ gây thêm áp lực, khiến giá giảm trong ngắn hạn. Thông tin tiếp theo, Ấn Độ chặn Binance và 8 sàn giao dịch tiền điện tử khác. Cơ quan tài chính của Ấn Độ đã đưa ra chỉ thị chặn người dùng truy cập vào Binance và 8 sàn giao dịch tiền điện tử khác. Cơ quan quản lý có thẩm quyền trong vấn đề này là đơn vị tình báo tài chính Ấn Độ. Trong một thông cáo báo chí, cơ quan chức năng tuyên bố rằng hành động này là kết quả của việc thiếu tuân thủ các quy định theo đạo luật phòng chống rửa tiền. Hơn nữa, cơ quan tài chính Ấn Độ tuyên bố thông báo khiếu nại đã được ban hành cho 9 sàn giao dịch tiền điện tử này. Các sàn giao dịch tiền điện tử bị chặn bao gồm Binance, Kraken, Bitfinex, Bitcheck, Gate.io, KuCoin, Huobi, Bitstamp và MXC. Theo đạo luật phòng chống rửa tiền, các sàn giao dịch tiền điện tử cả trong và ngoài Ấn Độ đều phải đăng ký với cơ quan quản lý. Cho đến nay, 31 sàn giao dịch tiền điện tử đã đăng ký. Tuy nhiên, một số sàn giao dịch có lượng người dùng lớn từ Ấn Độ vẫn chưa thực hiện theo khuôn khổ chống rửa tiền và chống tài trợ khủng bố. Ngoài việc đăng ký, Ấn Độ đã giới thiệu một trong những hệ thống thuế nghiêm ngặt nhất đối với các nhà đầu tư tiền điện tử. Bộ Tài chính Ấn Độ đã thông qua dự luật bắt buộc khấu trừ thuế 1% tại nguồn đối với các giao dịch vượt quá 600 đô la trong một kỳ kế toán. Ngoài ra, chính phủ cũng đánh thuế 30% lợi nhuận phát sinh từ việc bán và giao dịch tiền điện tử. Và thông tin cuối cùng, việc ngân hàng lớn bất ngờ sụp đổ sẽ kích hoạt biến động giá XRP. Forbes tin rằng giá XRP sẽ bị ảnh hưởng sau khi hạn chế được dỡ bỏ đối với các giao dịch tiền điện tử của một số ngân hàng ở Nigeria. Chuyên gia Billy Bambrew đã lập luận rằng xu hướng này là về sự thay đổi với sự phát triển then chốt từ ngân hàng của Nigeria, quốc gia có một trong những tỷ lệ chấp nhận tiền điện tử cao nhất. XRP được thiết lập để tạo ra tác động trong bối cảnh dỡ bỏ hạn chế đối với việc xử lý tiền điện tử của ngân hàng. Đặc biệt, Forbes chỉ dẫn rằng ngân hàng trung ương Nigeria đã đảo ngược quan điểm của mình, chỉ đạo các ngân hàng bỏ qua các lệnh cấm giao dịch tiền điện tử năm 2021. Quyết định của Nigeria dỡ bỏ các hạn chế đối với giao dịch tiền điện tử của ngân hàng có thể ảnh hưởng đáng kể đến giá XRP. Việc ngân hàng trung ương Nigeria đảo ngược lệnh cấm các ngân hàng thương mại cung cấp dịch vụ cho các sàn giao dịch tiền điện tử có khả năng ảnh hưởng đến các đồng coin lớn, trong đó XRP chiếm vị trí trung tâm. Jeremy Allier, giám đốc điều hành của công ty phát hành USDC đã nhận định đây là một tin tức lớn, nhấn mạnh tầm quan trọng của quyết định này. Bất chấp lệnh cấm trước đó, Nigeria đã chứng kiến sự gia tăng mạnh mẽ trong việc sử dụng tiền điện tử. Một báo cáo của Chainalysis từ tháng 9 đã tiết lộ rằng khối lượng giao dịch tiền điện tử ở Nigeria đã tăng 9% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 56,7 tỷ đô la. Kết quả này đã củng cố vị thế của đất nước với tư cách là một trong những quốc gia áp dụng công nghệ blockchain hàng đầu thế giới. Theo cộng tác viên của Forbes, những thách thức kinh tế, chẳng hạn như mất giá tiền tệ và lạm phát gia tăng, đã thúc đẩy sự quan tâm đến Bitcoin và các loại tiền điện tử khác ở Nigeria. Và đó là nội dung của video ngày hôm nay. Hy vọng các bạn sẽ thích thông tin mình mang lại. Đừng quên bấm like và subscribe để ủng hộ mình ra những video kế tiếp. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Xin chào và hẹn gặp lại.